Xin chào các bạn, tôi là Anna Nguyễn. Anna sẽ hướng dẫn các bạn cái cách livestream để các bạn có thể làm nhân hiệu nằm trong chuỗi video hướng dẫn các kỹ năng để giúp bạn có thể làm network marketing một cách chuyên nghiệp. Chúng ta cần phải hiểu được là bây giờ cái thói quen của khách hàng mà thói quen của những cái người tiềm năng các bạn muốn tiếp cận đã thay đổi rồi. Tức là họ không còn sử dụng những cái phương tiện truyền thống nữa, và họ cũng không còn xuất hiện nhiều ở một số những cái tụ điểm công cộng nữa, mà cái địa điểm họ xuất hiện nhiều là trên mạng xã hội. Bởi vì thế cho nên là chúng ta cần sử dụng mạng xã hội để chúng ta phục vụ cái công việc của chúng ta một cách hiệu quả hơn. Và hiện tại thì trên Facebook có khoảng hơn 1 tỷ người đang hoạt động thường xuyên trên Facebook. Và người Việt Nam của chúng ta thì có thói quen dùng Facebook rất là nhiều, cũng như là dùng smartphone. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái cách làm thế nào đó để mình có thể livestream một cách hiệu quả. Và khi mà đi đến phần chi tiết thì chúng ta sẽ có cái đầu tiên mà các bạn cần phải lưu ý. Đó là trên Facebook có rất nhiều người đang có ước mơ ở trên đấy. Mình cũng có ước mơ của mình và rất nhiều người có ước mơ của người ta. Vậy thì ai sẽ là cái người mà đạt được ước mơ đây, trong khi tất cả mọi người đều mơ ước như thế? Thế cho nên rằng là cái thứ mà khiến bạn có thể trở nên độc đáo ở trên Facebook hoặc là trên mạng xã hội, đó là bạn phải có cá tính. Vì vậy cho nên bạn phải xác định được cái cá tính của mình, và từ cái cá tính đấy bạn có một cái thông điệp. Và với cái thông điệp một cách rõ ràng, bạn cứ lặp đi lặp lại thì sẽ khiến cho cái quá trình mà bạn phát triển nhân hiệu của bạn tốt hơn. Khi mà bạn phát triển được nhân hiệu rồi thì nhiều người khác, những người mà người ta cảm thấy rằng là phù hợp với những cái giá trị bên trong của bạn á, thông qua những gì bạn chia sẻ, thì người ta sẽ kết nối với bạn, và từ đó cái công việc nó trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn rất là nhiều. Vậy thì cái điều số 1 mà các bạn cần phải lưu ý khi mà mình chuẩn bị cho livestream, đó là cái này là trong những cái khâu chuẩn bị. Thì cái điều số 1 mà các bạn cần phải lưu ý đó là xác định cá tính. Cái này là một cái thứ mà nếu mà bạn quan sát kỹ, bạn xem này, Coca-Cola này hoặc là Pepsi, hai đấy là hai cái cá tính hoàn toàn khác nhau. Pepsi thì hướng về các bạn trẻ hơn, vui vẻ, sôi nổi. Còn Coca-Cola thì họ hướng đến gia đình, đến những cái buổi gọi là tụ họp đoàn viên. Đó, thì bạn dựa vào đấy và bạn tiếp tục bạn quan sát một số những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, thì bạn sẽ thấy được cái cá tính của họ thể hiện trong đấy rất là rõ ràng. Và việc của mình là mình phải là người có cá tính. Ví dụ như cá tính của Anna đi, khi mà xem ở trên mạng xã hội thì mọi người sẽ thấy rằng là Anna là một bạn rất là nhiều năng lượng, có khả năng truyền cảm hứng. Bạn này bạn thích tiền và bạn có thể bạn ấy thích một số những cái phần thưởng. Và tính tình của bạn ấy là thẳng thắn, trung thực và rõ ràng. Rồi tôi cũng thích những cái khác, sự khác biệt. Và tôi là người luôn luôn có tiêu chuẩn cao. Đấy, ví dụ là những cái thứ mà tôi đang xây dựng cái hình ảnh của mình, cái cá tính của mình ở trên mạng xã hội là như vậy. Vậy thì sau khi bạn đã có cá tính của bạn rồi thì bạn bắt đầu tiến hành cái việc mà thể hiện mình với cả thế giới. Thế thì trong cái quá trình mà thể hiện mình với cả thế giới thì bạn sẽ cần phải quan tâm đến một cái điều số 2. Và điều số 2 là bạn phải xác định được là bạn sẽ truyền thông điệp gì. Tức là tất cả những thứ gì mà mình định nói ở trên livestream á, nó không sẽ không phải là một lần, mà nó sẽ là tuần tự, nhiều lần, lặp đi lặp lại, thì người ta sẽ hiểu được cái thông điệp mà mình muốn truyền tải. Người ta sẽ hiểu hơn về con người mình. Cho nên cái số 2 là bạn cần phải xác định được cái thông điệp mà bạn muốn truyền đi. Và để mà bạn có thể xác định được cái thông điệp bạn muốn truyền đi thì bạn phải hiểu được hai thứ. Một, bạn thích cái gì, sở thích của bạn. Và cái số 2 là đam mê của bạn. Đây, có hai cái điều này là các bạn phải biết. Sở thích tức là gì? Tức là đôi khi có những thứ mà mình thích nói về nó. Có những thứ mình thích nói về nó. Thì nó khi bạn nói về sở thích thì bạn sẽ phấn khích hơn và bạn nhiều năng lượng hơn. Và sẽ có những thứ bạn đam mê. Và bạn hãy nói về những thứ bạn đam mê. Thì người ta sẽ đi theo những cái người mà có một cái niềm đam mê lớn ấy. Nếu mà mình là một người có niềm đam mê dữ dội và mình thể hiện ra là mình là đang rất là yêu thích cái công việc của mình, và mình đam mê với công việc của mình chẳng hạn, đam mê với những gì mình đang làm, thì người ta sẽ hấp dẫn bạn bởi những cái điều như thế. Cho nên khi mà bạn xác định được cái sở thích và cái đam mê thì bạn sẽ giống như là bạn định vị được là bạn sẽ là ai, và từ đó bạn sẽ truyền đi một cái thông điệp cụ thể.
Đương nhiên trong quá trình đầu tiên bạn làm thì bạn sẽ rất là khó để bạn ra thông điệp ngay. Nói thật với các bạn là ngay trong cái giai đoạn đầu mà Anna làm livestream thì Anna cũng không biết là mình sẽ truyền đi thông điệp gì. Thế mà sau này tôi, cái chuỗi video mà livestream đầu tiên của Anna là Anna làm về cái cách mà người ta phát triển bản thân. Rồi từ cái việc phát triển bản thân đấy, mình sẽ phát triển kinh doanh. Bởi vì là một con người thì có thể tạo ra được nhiều doanh nghiệp, và cái mức độ phát triển bản thân của mình sẽ quyết định cái quy mô của tổ chức. Đấy, đấy là cái thông điệp mà tôi muốn truyền đi. Và vì thế cho nên là tôi hấp dẫn được những cái người mà thích phát triển bản thân. Vì thế cho nên là cái thông điệp này này, nó phải gắn liền với cái điều mà cái tập khách hàng mục tiêu bạn đang muốn hướng đến á. Đấy là một điều rất là quan trọng. Có nhiều người thì cứ hay livestream về sản phẩm, livestream về nếu mà nói về kinh doanh, các bạn có thể livestream về sản phẩm thì nếu vậy các bạn sẽ tìm được nhiều khách hàng. Cho nên rằng là nếu mà cái thông điệp của mình hướng đến cái tập kinh doanh thì bạn sẽ tìm được nhiều những cái nhà phân phối tiềm năng là kinh doanh. Đây cũng là một điều rất là quan trọng. Và trên livestream thì các bạn phải nhớ một điều số 3. Một điều số 3 rất là cái này rất là quan trọng. Điều số 3 đó là đây không phải là livestream để bán hàng, mà cái này là livestream để phát triển thương hiệu, phát triển nhân hiệu. Tức là làm thế nào đấy để người ta hiểu hơn về bản thân bạn, về con người bạn, về giá trị của bạn trao ra, chứ không phải là bạn livestream để bạn bán hàng. Cái này, vì thế cho nên là khi bạn làm nhân hiệu á, thì bạn phải nhớ rằng là những cái livestream này là những cái loại livestream để trao giá trị. Và khi mà bạn livestream để trao giá trị thì bạn sẽ không tập trung vào một sản phẩm cụ thể, một thông tin cụ thể, mà bạn sẽ làm thế nào đấy để truyền đạt cho người ta và cung cấp những cái giá trị cho người ta. Và thông qua cái việc là mình nói về cái sở thích, cái đam mê của mình thì thông thường là chúng ta sẽ nói được có nhiều thứ để nói hơn. Tức là cũng không nhất thiết là các bạn phải nói về là kinh doanh cụ thể cái A, cái B, cái C thì như thế nào. Và thậm chí là ví dụ như bạn thích hoa, bạn có thể nói về hoa, bạn có thể livestream về hoa. Và rồi bạn sẽ thu hút được những người cũng yêu hoa như bạn. Thế rồi sau đấy bạn sẽ thể hiện với họ cái phong cách sống của bạn. Và người ta sẽ bắt đầu ngạc nhiên là ồ, làm thế nào một người chỉ có tập trung chơi hoa thôi mà người ta vẫn có thu nhập, vẫn có tiền, vẫn được lo lắng cho gia đình và có những một cái lối sống rất là thoải mái chẳng hạn. Thì lúc đấy họ sẽ kết nối với bạn để họ xem là liệu họ có thể làm được những việc mà bạn đang làm hay không. Đây, mấu chốt là chỗ này. Và như vậy chúng ta đã biến những người lạ thành những người quen của chúng ta bằng cái việc là trao giá trị cho một tập khách hàng cụ thể. Hoặc ví dụ, Anna có một trong đội nhóm Anna có một chị là chị rất là giỏi về những cái kỹ thuật và những cái kỹ năng cũng như là kiến thức nuôi con. Và chị nổi tiếng với việc là nuôi con không dùng thuốc, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Và đã có những cái giai đoạn mà chị đã giúp được cho con trai của mình là từ có một số những cái tổn thương não bộ mà bây giờ bé phát triển rất là thông minh, rất là lanh lẹ. Thì đấy, thì chị bắt đầu trao giá trị. Đấy cũng là cái sở thích và đam mê của chị là nói về cái việc nuôi con. Và chị bắt đầu truyền cái thông điệp là chị nuôi con không dùng kháng sinh và hoàn toàn bằng sữa mẹ. Sau đó rồi chị trao những cái giá trị cho những cái tập mà cũng quan tâm tương tự. Thì từ đấy chị sẽ bắt đầu phát triển được những cái người mà theo dõi, những cái người mà trong tập fan follower của chị là những cái người mà có cùng sở thích đam mê và thích lắng nghe những cái giá trị mà chị chia đi. Và từ đó mà cái công việc kinh doanh nó sẽ phát triển thuận lợi. Vì vậy cho nên trước khi mà bạn bắt đầu livestream thì đây là cái thuộc về tư duy. Và bạn cần phải chuẩn bị 1, 2, 3 điều sau. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến một cái trình bày của một cái livestream thì nó nên như thế nào. Cấu trúc của một cái phần livestream thì nó nên gồm những cái gì? Thứ nhất, bạn phải biết về thời lượng của nó. Cái livestream mà bán hàng thì bạn sẽ thấy rằng là người ta livestream có thể là người ta nói trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng mà ở đây chúng ta không livestream bán hàng, chúng ta đang làm nhân hiệu ở trên này. Cho nên là một cái phần livestream của các bạn là tối đa nó chỉ nên khoảng 25 phút thôi. Tức là nếu mà cái phần mà dễ chịu nhất đó, nó nằm trong khoảng 15-20 phút. Bởi vì bạn hãy hình dung là số người xem trực tiếp bao giờ cũng ít hơn số người xem lại. Đó, đây chính là mấu chốt. Và nếu như bạn muốn người ta chia sẻ, bạn muốn người ta xem lại thì nó không được quá dài lê thê.
Lúc đầu khi mà Anna mới làm công việc này thì Anna cũng đã livestream khá là dài, hơn 1 tiếng theo cái thói quen cũ. Thế nhưng mà đã được nhắc nhở, và khi mà Anna chuyển xuống, Anna livestream trong vòng khoảng từ 20 cho đến 25 phút thì mình bắt đầu thấy rằng là chính xác, cái lượng người xem nhiều hơn và cũng như là cái lượng chia sẻ nhiều hơn. Đây, vậy thì bạn sẽ phải quan tâm đến cái số 1 là cái thời lượng. Được chưa? Đó, đến cái thời lượng của nó. Và cái điều thứ hai là gì? Cấu trúc trong một cái buổi livestream thì bao giờ nó cũng gồm có những cái phần thông tin quan trọng. Nữa là gì? Bạn mới đầu vào phần livestream thì bạn phải giới thiệu bạn trong một câu. Một câu giới thiệu. Một câu giới thiệu thôi các bạn ạ. Mình không nên giới thiệu quá nhiều. Tôi là Anna. Hôm nay Anna hướng dẫn bạn cái cách livestream để phát triển nhân hiệu. Đó, tức là cái phần đầu tiên là bạn phải nói ngay cái nội dung chính bạn phải nói ngay. Sau đấy bạn mới bắt đầu giải thích đây là cái video mà nằm trong chuỗi các video để giúp bạn có thể làm network marketing một cách chuyên nghiệp. Đó. Rồi mình mới giải thích. Chứ còn nếu mà ban đầu mình vào mình mất khoảng 1-2 phút để mình giải thích á, thì người ta chưa biết được cái nội dung chính, thì lúc đấy người ta sẽ không xem nữa. Tức là người ta xác định là trong vòng khoảng 15 giây đầu mà bạn không nói được cái nội dung chính ra, thì như vậy sẽ rất khó để cho người ta có thể ở lại và người ta xem với mình, vì người ta cũng phải biết rằng là đây có phải là cái phần mà người ta quan tâm hay không. Rồi, sau khi mà bạn có một câu giới thiệu rồi thì bạn phải nhớ rằng là trong suốt cái phần livestream thì mình phải liên tục kêu gọi hành động. Anna viết thế này cho nó dễ, nó ngắn. Kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động tức là gì? Tức là bạn thường xuyên nói những thứ, ví dụ như này. Nếu mà phần 1 là thời lượng là 15 đến 20 phút. Nào các bạn hãy comment xuống, thời lượng là 15 đến 20 phút. Nào các bạn hãy comment xuống như thế. Đấy là một trong những cách để mà người ta tương tác với mình. Hoặc là gì? Giới thiệu chỉ trong một câu, là các bạn hãy comment xuống để cho các bạn có thể nhớ ngay được ngay trong cái buổi livestream này. Giới thiệu về bản thân mình và giới thiệu về chủ đề chỉ trong ngay một câu đầu tiên. Đó, đấy là những thứ mà bạn có thể kêu gọi hành động. Và mới đầu vào thì bạn có thể xin chào. Sau khi bạn nói về bạn nói về nội dung xong, bạn bắt đầu chào và nhờ mọi người có thể share, có thể tag tên những người bạn của mình, những người mà bạn nghĩ rằng là họ sẽ quan tâm vào đến cái chủ đề này. Bạn hãy giúp Anna có thể kết nối được với nhiều người khác. Đấy, ví dụ như thế. Đấy là cái cách mà để bạn kêu gọi hành động. Và trong suốt cái phần bạn livestream thì bạn liên tục làm sao đấy để có thể kết nối được với người khác. Đấy là cái phần call to action. Và sau khi các bạn đã có những cái phần kêu gọi hành động thì các bạn phải nhớ rằng là cái kỹ thuật mà livestream ấy, để mà nó có thể tốt được, để mà mình có thể làm nhân hiệu được và để mình có thể kết nối được với cả cái tầm mục tiêu, thì bạn phải làm nó đi vào, cho nó đi vào tiềm thức. Đi vào tiềm thức là gì? Là bạn phải làm nó một ngày cố định, chọn một giờ cố định. Và người ta biết rằng là cứ vào đấy, ngày đấy, giờ đấy sẽ thấy bạn livestream. Đó, và bạn phải làm tuần tự như thế nhiều lần. Thì lúc bấy giờ nó như kiểu đóng đinh là người ta sẽ vào đấy và sẽ xem cái phần livestream của bạn. Cho nên là cái ý số 4 là một cái ý rất là quan trọng. Đó là bạn phải làm cho nó trở nên là gì? Cố định. Anna nói cái từ này là các bạn hiểu đúng không? Tức là làm như thế để cho nó đi vào tiềm thức của mình. Và sau khi mà đã làm nó một cách cố định á, thì bạn sẽ cần phải có một cái câu là câu hẹn gặp lại các bạn ý vào ngày này, giờ này, tuần sau. Đó, cho nên là mình luôn luôn có một cái hẹn để cho người ta biết rằng là tuần sau người ta lại vào để người ta theo dõi cái phần livestream của mình. Và như vậy thì cái cấu trúc livestream thực ra nó rất là đơn giản. Nếu mà bạn có thể làm được theo đúng gồm những cái yếu tố này thì chắc chắn là cái phần livestream của bạn sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và để cho cái phân kết thì Anna xin nhắn nhủ với bạn một điều rằng thế này. Khi mà Facebook được tạo ra thì cái người tạo ra Facebook ấy, họ muốn biến Facebook thành một nơi để có thể chia sẻ những cái giá trị cho nhau, chứ không phải là một nơi bán hàng. Cho nên mấu chốt của bạn là bạn phải làm thế nào để nội dung của bạn có giá trị chia sẻ. Bạn hãy nhớ ở cái chữ chia sẻ này nhé. Mấu chốt là bạn phải làm thế nào để cái phần nội dung của mình có giá trị chia sẻ. Và để làm được điều đấy thì có thể ngay từ đầu bạn sẽ chưa ra được một cái ý tưởng lớn nào cả. Thế thì chúng ta đã biết rồi thì chúng ta, việc của chúng ta là làm rồi chúng ta mới hiểu rồi chúng ta mới có thể tối ưu được nó bằng cách điều chỉnh.
Cho nên rằng là bạn hãy cứ làm đi, bạn làm một số, sau đấy là 6 số, 21 số thì chắc chắn sau đấy bạn sẽ bắt đầu biết, hiểu được là cái gì là cái mà người ta chia sẻ nhiều, cái gì là cái mà được tiếp đón nồng hậu, thì bạn sẽ bắt đầu phát triển cái phần đấy lên. Và sau khi bạn phát triển cái phần đấy lên thì bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh nó, ngay cả thông điệp cũng thế. Ban đầu có thể là chưa có thông điệp rõ ràng, nhưng mà cứ làm đi, bạn hiểu rồi thì bạn sẽ điều chỉnh. Và lời cuối, nói gì không quan trọng, quan trọng là cách nói. Hãy nói làm sao để người ta hiểu được cái nhiệt huyết của bạn. Hãy nói làm sao để người ta hiểu được cái con người bên trong của bạn. Hãy mạnh dạn thể hiện con người thật của mình. Và chỉ có con người thật của bạn mới có thể kết nối được với những người mà có cùng giá trị với bạn mà thôi. Anna xin kết thúc cái phần video chia sẻ tại đây. Và xin chúc các bạn có một nhân hiệu ngày càng phát triển. Và các bạn hãy nhanh chóng đặt lịch để làm những cái phần livestream cho mình nhé.